Chào quý các bạn, trên tay mình đây là khay chứa SIM, thẻ nhớ trên điện thoại Xiaomi Redmi 5A đã có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi bạn rơi mất hoặc là vô tình làm cong vênh, móp méo phần khay SIM thì Xiaomi Redmi 5A cần một địa chỉ mua phần khay SIM, khay chứa thẻ nhớ trên Xiaomi Redmi 5A. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 665099 di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Xiaomi Redmi 5A, phụ quá trình thay mới, sửa chữa vì các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm, xin vui lòng truy cập trực tiếp vào website www.di động cao cấp.vn.